Chào các em nha, hôm nay thì mình sửa đề. Rồi sau đó mình sẽ học bài mới nha. Sửa đề thì đầu tiên thầy sửa cái phần subtotal trong ôn mũi 1 nha các em. Subtotal trong ôn 1 thì ở đây các em thấy nó có tổng cộng là 6 câu. Đó, thầy sửa từng câu. Thí dụ như câu thứ nhất. Câu thứ nhất người ta hỏi gì đây? Dùng lệnh subtotal, dùng lệnh subtotal tính tổng thành tiền và tổng số lượng theo mặt hàng. Vậy công việc đầu tiên của các em là sắp xếp mặt hàng. Đúng không ạ? Đây. Mặt hàng. Rồi. Thống kê tổng thì các em thấy nè. Cái này nhìn thẳng qua nè. Có số lượng nè. Có thành tiền. Rồi. Về mặt nhìn tổng quan thì bạn làm đúng rồi. Nhưng mà thầy kiểm tra coi bạn có sắp xếp hay không. Bằng cách thầy quét chọn nè. Nó. Data. Sort. Đây. Bạn có sắp xếp mặt hàng. Đúng nha. Rồi. Đây. Quét chọn nè. Data. Sort. Mặt hàng có check tiêu đề, check metadata. Ok. Rồi. Subtotal. Mặt hàng. Thống kê số lượng và thành tiền. Nó tính tổng sum. Ok. Rồi, câu số 2. Câu số 2 các bạn thấy này, dùng chức năng subtotal tính tổng số lượng theo mã sản phẩm và mã CT. Vậy mã sản phẩm trước, mã SP trước. Rồi. Nhìn vô cái hình có sẵn của bạn thì thầy đọc nè. Đây. Các bạn thấy không ạ? SP trước tính tổng số lượng. Rồi ở đây cũng vậy. Nó, cái thứ hai nó là mã CT tính tổng số lượng, bạn làm đúng nha. Đó là về mặt kết quả. Rồi bây giờ thì kiểm tra coi bạn sắp xếp hay không. Quét chọn Data Sort. Mã SP trước, mã CT sau. Sắp xếp cái nào cũng được, tăng giảm đều được. Có check tiêu đề my data. Ok. Rồi. Quét lại kiểm tra lại lần nữa, mã SP trước CT sau. Subtotal. Nó mã SP trước nè, thống kê số lượng thì các bạn check cho số lượng nè. Nó tính tổng là sum. Ok. Subtotal lần 2 là mã CT. Nó thống kê cũng tổng số lượng, nhưng mà từ lệnh subtotal thứ hai trở đi, từ lệnh subtotal thứ hai trở đi thì mình tắt cái relay này. Đó, bạn làm đúng nha. Câu số 3. Rồi, câu số 3. Người ta yêu cầu sử dụng cái subtotal thống kê mặt hàng. Đó, số lượng theo mặt hàng. Số lượng theo mặt hàng và biết rằng mặt hàng là những ký tự ở giữa. Đó, thì ở đây các bạn thấy nè, công việc đầu tiên của mình các bạn thấy thiếu cái cột mặt hàng. Thì bạn chèn cột mặt hàng vô. Và khi chèn bạn đặt liền kề cột lấy dữ liệu, bạn đúng rồi nha. Bạn đặt bên trái cũng được, bên phải cũng được, miễn sao nó liền kề cột lấy dữ liệu là bạn đúng. Rồi, để coi bạn lấy đúng không. Rồi ở đây thầy kiểm tra cái chuỗi của bạn nè, giờ thầy giải thích lại luôn cho các em ha. Đây, thầy cũng to lên này. Lấy ký tự ở giữa thì bạn dùng hàm mid, lấy ở một vị trí bất kỳ trong chuỗi. Chuỗi bắt đầu lấy các bạn là cái ô này A3. Rồi ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ ba, các bạn thấy nè, E gạch là hai ký tự. Bắt đầu lấy từ chữ C. Đó, nằm ở ký tự thứ ba. Lấy nhiều ký tự. Ở đây các bạn thấy lấy CD là 2, DATA là 4. Rồi DVD là 3, tức là bạn lấy 2 lấy 3 lấy 4 không biết lấy bao nhiêu. Nên bạn sẽ dùng len trừ. Len trừ cho những ký tự bỏ đi theo nguyên tắc bên phải trước. Bên phải các bạn bỏ 4 ký tự là dấu gạch 190. Đó, được chưa? Nên bạn ở đây bạn sẽ ghi là trừ 4. Rồi bên trái các bạn bỏ hai ký tự là e gạch trừ 2. Đó, và nhưng mà bạn đã sử dụng thành thạo rồi nên mình sẽ ghi trừ 6. Các em nhớ nha. Hàm len sẽ trừ cho những ký tự bỏ đi theo nguyên tắc là bên phải tính trước, bên trái tính sau. Bên phải các bạn bỏ 4 và bên trái các bạn bỏ 2. Bạn làm đúng rồi. Rồi bây giờ kiểm tra các bạn có sắp xếp hay không nha. Data sort. Đó, mặt hàng. Ok. Rồi. Quét tròn. Subtotal. Mặt hàng. Rồi thống kê số lượng thì các bạn check số lượng thôi. Thống kê tổng thì mình là sum. Ok. Đó. Rồi, câu số 5 bờ câu số 3 tới câu số 4. Câu số 4 cũng tương tự như vậy, được chưa? Đó. Câu số 4 thì nhiều bạn coi chừng các bạn sẽ bị sai. Tại vì ở đây này xuất dùng chức năng subtotal thống kê tiền trả theo phòng. Nó theo loại phòng đây là những ký tự ở bên trái của mã phòng và khách
Một số bạn đọc đời không kỹ á, các bạn sẽ đọc thiếu tên khách. Đó, tức là bạn thiếu cái này. Tức là bài này các bạn làm hai cái subtotal. Rồi bạn coi bạn làm mấy nha. Đây, thống kê tiền trả đây. Đó, thống kê tiền trả theo loại phòng. Rồi. Thứ hai nữa là tên khách đây, các bạn thấy nè, kéo qua nè. Đó. Đó rồi. Bạn làm đúng nha. Đó, đúng về mặt giờ đúng về mặt kết quả rồi. Bây giờ kiểm tra các bạn có sắp xếp hay không. Quét chọn data sort. Loại phòng trước khách sau. Ok. Rồi, ở đây các bạn là chỗ loại phòng nè, thì các bạn thấy là cũng bạn dùng hàm hàm mid nha. Bạn quen với hàm mid thì bạn cứ dùng hàm mid luôn không sao cả nha. Nó dùng mid thì bạn cứ dùng luôn không sao cả, hoặc là bài này các bạn dùng led cũng vẫn được. Nó được chưa? Chuỗi xét nè, các bạn thấy là OC3 nè. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự đầu tiên. Nhưng mà lấy nhiều ký tự, có khi lấy một nè, có khi lấy hai nè, nhưng mà cũng có khi lấy ba. Vậy không biết lấy bao nhiêu thì bạn dùng len trừ. Len trừ cho những ký tự body theo nguyên tắc phải trước bên phải, các bạn bỏ gạch 101 là bỏ bốn ký tự. Rồi bên trái các bạn không có bỏ, vậy các bạn len trừ 4 là như vậy. Đó, rồi quét tròn. Data sort. Loại phòng trước, khách sau. Ok. Subtotal lần thứ nhất, loại phòng. Rồi thống kê tiền trả. Đúng không ạ? Rồi, sum tiền trả, check 1, check 3. Ok. Subtotal lần 2, khách. Thống kê tiền trả cũng là tính tổng, nhưng mà từ lệnh subtotal thứ hai trở đi, từ lệnh subtotal thứ hai trở đi nhớ tắt relay. Ok. Rồi, câu tiếp theo. Câu số 5. Câu số 5 là câu này mà bữa trước mình làm rồi. Thống kê tổng số lượng theo quận thì mình sắp xếp quận thôi. Thì kiểm tra các bạn có sắp xếp hay nha, không? À, data sort có quận nha. Ok. Rồi, quét chọn. Data subtotal quận thống kê tổng số lượng. Nó thì mình check số lượng thôi, còn nếu có thống kê gì nữa thì mình check tiếp. Check 1, check 3. Ok. Và cuối cùng là câu số 6. Rồi. Câu 6 thì câu này hình như mình cũng làm rồi. Thống kê thành tiền theo mã kho và mã tư, tức là hai cái theo. Đó. Hai cái theo. Đầu tiên mình kiểm tra coi bạn làm đúng không nha, mã kho trước. Mã kho thành tiền, mã vật tư. Nó đây, mã kho trước, mã vật tư sau. Rồi, tới này thì kiểm tra bạn có sắp xếp hay không. Các bạn lưu ý khi bạn quét á, bạn quét nhớ quét cho đủ nha, không quét thiếu, không quét dư. Data sort. Mã kho, mã vật tư. Ok. Rồi, quét chọn lại nếu bạn rơi chuột ra ngoài. Rồi, subtotal lần thứ nhất, mã kho trước. Thống kê tổng thành tiền. Đây, tổng thành tiền theo mã kho nè. Đó, check 1, check 3. Subtotal lần thứ hai là mã vật tư, tổng thành tiền. Nhưng mà nó từ lệnh sub thứ hai, từ lệnh sub thứ hai thì nhớ tắt relay. Ok. Đó, đây là 6 câu. Thì các bạn nhớ giùm thầy qua 6 câu này các bạn thì nhớ gì? Cứ làm người ta cho gì thì các bạn làm đúng giùm thầy. Đó. Rồi. Thì các bạn thấy thì nhắc lại nè, phần subtotal nè. Đó, đầu tiên các bạn nhớ là sắp xếp. Đó. Rồi. Sắp xếp. Rồi, cái thứ hai. Đó. Các bạn hỏi gì? Coi kỹ có bao nhiêu subtotal. Đó. Coi kỹ lệnh. Lệnh này có nghĩa là gì? Là tổng điểm admin gì đó. Rồi, và một cái cuối cùng các bạn quan tâm. Nó bạn nhớ giùm thầy, thiếu thì nhớ thêm cho đủ. Đó, các bạn thấy có những cột các bạn lập cột phụ ra là như vậy, thiếu bạn thêm cho đủ giùm thầy. Đó là những ý mà các bạn cần phải nhớ trong 6 câu này, và bài làm của bạn là hầu như đúng hết nha. Chúc mừng bạn. Rồi, ai sai thì sửa cho giùm thầy. Rồi, tiếp theo thì thầy sửa cho em ở cái phần gì đây nhỉ? Constantly đây, trong ô mũi 1. Thì đây là câu 1 của bạn nha, có này 4 câu. Thì đây các bạn thấy nè, đây là do bạn mở cái dấu cộng này ra nè. Nó thì bạn tắt bằng cách bạn đóng dấu trừ lại thôi thì nó sẽ hết nha. Rồi, rồi thứ hai nè, các bạn thấy nè,
Bạn làm sai rất nhiều nè các bạn. Các bạn làm sai rất nhiều đây nè. Nó nên có tùm lum dấu cộng bên đây nè. Rồi bây giờ sửa là sao đây? Thầy quét khối nè. Đó, thầy quét luôn cái gì? Cái khối mà có dấu cộng nè. Thầy quét hết luôn. Rồi, bữa đó thầy có sửa cho các em rồi. Các bạn vô data nè. Các bạn chọn giùm thầy là cái anh group nè. Đó, các bạn chọn giùm thầy cái chỗ anh group nè. Các bạn chọn layout line giùm thầy. Layout line. Nhớ là quét hết luôn nha. Quét một cái vùng mà qua luôn những cái dấu cộng nha các em. Qua luôn những cái dấu cộng này nha. Đó, và đây là cách sửa, cách xóa khi bạn làm sub làm consider ai sai. Rồi, các bạn quét hết nè, các bạn vô data nè, các bạn chọn cái phần anh group nè, các bạn chọn layout line. Rồi, sau đó quét lại toàn bộ nè, các bạn thấy cái này không còn dấu cộng nữa thôi mà. Mình sẽ vô thẻ home, mình xóa nó đi bằng cách layout on đây. Layout on này nha. Đó, bên tay các bạn bên tay trái có chữ home nè. Đó, các bạn chọn layout on nè. Đó, rồi. Bây giờ yêu cầu 1. Rồi yêu cầu 2, bây giờ yêu cầu 1 trước. Cùng sau đây thống kê số lượng của 4 quý theo tên hàng. Rồi, nhìn sơ bạn làm đúng rồi. Tên hàng, số lượng, Ctrl C. Đem qua đây, Ctrl V. Bước 1. Nếu như mà có gì hai cái consider day trong cùng một sheet thì bạn nhớ lệnh consider day thứ hai luôn luôn đặt nằm dưới consider day thứ nhất. Đấy nha. Lệnh consider day thứ hai luôn luôn đặt nằm dưới consider day thứ nhất, không đặt nằm ngang. Các bạn nhớ nha, không đặt nằm ngang. Luôn luôn nhớ nếu trong một cái sheet đó có 2, 3 hoặc 4 consider day thì các em nhớ giùm thầy, luôn luôn đặt consider day thứ hai trở về sau, tức là thứ hai, thứ ba, thứ tư đó đặt nằm dưới consider day thứ nhất. Các em không được đặt nằm ngang nha. Em nhớ không đặt nằm ngang. Rồi, bước 2 các bạn quét chọn các tiêu đề mới vừa bắt ra. Các em vô data giùm thầy, các em vô data, các em chọn chữ consider day. Rồi cái nào có sẵn các em delete bỏ giùm thầy. Có sẵn các em delete bỏ. Không biết nó đúng sai như thế nào. Rồi, function sum nè. Rồi gì fetch range các bạn đã quét từ tiêu đề càng đầu tiên đến tiêu đề càng cuối cùng ở quý 1 nè. Đó. Tên hàng các bạn quét đến số lượng, kéo xuống. Add vô. Sang quý 2. Đó, tên hàng đến số lượng, kéo xuống. Add vô. Sang quý 3. Nè, đặt chuột refresh rank nè các em thấy không ạ? Rồi quét từ tên hàng quét đến số lượng, kéo xuống. Add vô. Quý 4. Rồi quét từ tên hàng quét đến số lượng, kéo xuống. Đó, các em thấy quét từ tiêu đề càng đầu tiên đến tiêu đề càng cuối cùng nè. Rồi sau đó kéo xuống hết bảng nè. Rồi, check top row left column là bắt buộc nè. Đó, ok. Rồi, yêu cầu thứ hai, thống kê số lượng thành tiền theo xuất xứ. Bài này bữa đó làm rồi. Nó xuất xứ số lượng thành tiền Ctrl C. Nó qua đây Ctrl V. Rồi, thống kê các bạn nhớ nè. Luôn cái thứ tự mà các bạn copy paste ra phải theo thứ tự từ trái qua phải, từ trái qua phải theo bảng dữ liệu nha, chứ không phải muốn đặt theo đặt. Rồi, bước 2, quét chọn các tiêu đề các bạn vừa mới bắt ra. Quét chọn các tiêu đề các bạn vừa mới bắt ra. Data, Consider đây. Có sẵn delete giùm thầy, tại không biết nó đúng sai. Chọn delete, chọn delete. Rồi, bạn yêu cầu sum. Refresh range, quét cái đầu tiên từ xuất xứ đến thành tiền. Quý 1, xóa chữ quý 1 đi nè. Rồi bắt đầu quét từ xuất xứ nè, đến thành tiền. Kéo xuống. Rồi, sang quý, add vô. Sang quý 2. Có sẵn nè, nhảy sẵn nè, ai biết đúng sai xóa đi giùm thầy. Xuất xứ đến thành tiền, kéo. Add vô, sang quý 3. Đó, cũng vậy. Các bạn quét từ xuất xứ, các bạn quét đến thành tiền, kéo. Add vô, sang quý 4. Cũng vậy. Nó quét từ xuất xứ, các bạn quét đến thành tiền. Add vô. Rồi, bắt buộc check hai ô đó là top row và left column. Nhớ nha. Bắt buộc check hai ô là top row và left column. Bạn không check vô là bạn sai. Bạn không check là bạn sai nha. Rồi, bài này dữ liệu tự động cập nhật hoặc là dữ liệu giữa các bản tính được liên kết với nhau thì các bạn nhớ check URL. Rồi, tuyệt đối không được check URL nếu bạn thống kê cùng một sheet, tức là cái bảng thống kê các bạn nằm cùng với bảng bạn quét dữ liệu. Ok. Rồi, nói dáng này các bạn thấy là nó dư một cột nè. Xóa đi bằng cách click chuột phải delete. Nhẹ nhàng. Xong câu 1. Câu 2. Câu 2 các bạn dùng consider day thống kê
số ngày tiền trả theo loại phòng là ký tự của phòng. Đó, tức là bạn phải chèn thêm một cột phụ. Đó, bạn lấy gì? Lấy ký tự ở đây. Thì bạn chèn ở bên trái cũng được, bên phải cũng được. Thầy thì thường thầy chèn bên bên phải. Được chưa? Insert nè. Đó, ở đây thầy ghi gì? Loại phòng. Rồi, vừa mới làm xong hồi nãy nên thầy không hồi nãy bạn dùng mid, thì dáng này thầy dùng led vậy thôi. Chuỗi xét. Ký tự bắt đầu lấy. Ở đây là số ký tự cũng lấy len trừ. Đó, hồi nãy các bạn dùng len. Ở xin lỗi, hồi nãy bạn dùng mid, này thầy dùng led. Đó, vẫn là len trừ 4. Đều được nha các em. Đó, này. Em đấy. Đó, hồi nãy các bạn dùng mid 1 mid C3 1 len trừ 4. Được chưa? Thì dáng này thầy dùng led, lấy ký tự bên trái, len trừ 4. Được chưa? Rồi, loại phòng, số ngày, tiền trả, Ctrl C. Đặt đây Ctrl V, quét chọn là bước số 2, quét chọn các tiêu đề vừa mới bắt ra là bước số 2. Data. C đây. Có sẵn delete. Bạn yêu cầu tính tổng, thống kê không nói gì hết, mặc định là tổng. Rồi, refresh rank, quét từ loại phòng đến tiền trả. Loại phòng các bạn quét đến tiền trả, kéo xuống. Đó, add vô. Top row, last column là bắt buộc. Ok. Đó, các bạn nắm vững các bước giùm thầy nhé. Câu số 3. Câu số 3 nhiều ý ha. Câu số 3, tùm lum sai rồi. Tính tổng số lượng và tổng thành tiền theo tên sản phẩm, cập nhật dữ liệu khi thay đổi. Rồi, tổng số lượng và tổng thành tiền theo tên sản phẩm. Được chưa? Tổng số lượng, tổng thành tiền theo tên sản phẩm. Rồi, đó. Bạn thấy không? Tổng số lượng thành tiền, tên số lượng thành tiền, cần trên C. Nhắc đi nhắc lại một lần nữa thôi nha, là luôn luôn nhớ giùm thầy, khi một bài có nhiều cursor đây thì cursor đây phía sau luôn luôn đặt nằm dưới cursor đây phía trước, không đặt nằm ngang như vậy. Cấm tuyệt đối đặt nằm ngang như vậy nhé. Rồi, bước 2 quét chọn các tiêu đề vừa bắt ra. Data cursor đây. Có sẵn delete, có sẵn delete. Function. Sum. Rồi, bắt đầu quét dữ liệu một từ tên đến thành tiền. Xóa chữ dữ liệu một đi nè. Quét từ tên các bạn quét đến thành tiền. Add vô. Sang dữ liệu 2. Cũng vậy. Tên đến thành tiền. Add vô. Sang dữ liệu 3. Đó, cái này là set 3 các bạn thấy dữ liệu nó cũng vậy, nhưng tại người ta không đổi tên thôi. Đó, quét từ tên đến thành tiền, add vô. Top row last column là bắt buộc. Người ta yêu cầu dữ liệu tự động cập nhật thì bạn check vào ô riêng lên. Ok. Đó. Rồi bạn làm gì thầy không biết bạn làm gì nữa. Đó, bạn cẩn thận giùm thầy, đọc kỹ yêu cầu người ta, làm cho đúng. Rồi này nó bị dương cột hoặc là cột có sẵn như đây thì bạn có thể lấy chuột phải nè. Nó dư thì bạn lấy chuột phải mình delete nó giùm thầy nha. Đó. Rồi. Sau đó người ta yêu cầu tính tổng số lượng theo tháng. Thì các bạn thấy ở đây có tháng chưa? Không có tháng thì mình dàn cột tháng vô giùm thầy. Nó thí dụ như thầy chèn bên phải nè, lấy chuột phải insert nè. Nó cột tháng nè. Tháng đây đây bạn bạn muốn đẹp á thì bạn lấy chữ tháng nè. Bạn ghép nối với hàm manh. Nó bữa trước thầy có dạy rồi. Enter. Các bạn kéo xuống. Rồi ở bên dữ liệu 1 bạn chèn bên tay phải ngày, thì qua dữ liệu 2 bạn không được chèn tay trái. Tức nó phải đồng nhất với nhau. Đó, đây cũng là tháng. Và tháng này cũng vậy, cũng bằng cái chữ tháng. Các bạn ghép nối với hàm mành. Đó, chữ tháng các bạn ghép nối với hàm mành. Rồi, rồi bên đây cũng vậy, cũng chèn bên tay phải hết. Rồi đây là tháng nè. Rồi bằng cái chữ tháng nè. Nó bạn ghép nối với hàm mành. Nó kéo xuống. Được chưa? Tại vì bữa đó thầy có nói các bạn gì? Người ta cho thiếu thì bạn thêm. Được chưa? Người ta cho thiếu tiêu đề thì bạn chèn cái tiêu cột phụ vô. Đó, và khi chèn cột phụ đặt liền kề cột lấy dữ liệu, thầy có nói rất rõ và lặp đi lặp lại cái điều đó rất nhiều lần ở buổi trước. Đó. Rồi bây giờ thì tháng số lượng. Ở tháng tháng số lượng đúng không ạ? Nó thì mình copy tháng này, copy số lượng, Ctrl C. Luôn luôn đặt nằm dưới cái console đây phía trước, không đặt nằm ngang.
Em thấy à? Luôn luôn đặt nằm dưới, không đặt nằm ngang. Quét chọn data, sửa đây, delete, 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 tháng số lượng, tính tổng sum qua dữ liệu một, xóa nó đây, tháng số lượng, quét từ tiêu đề đầu tiên đến tiêu đề cuối cùng, kéo xuống, add vô, dữ liệu 2, có sẵn, xóa đi, từ tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cần cuối cùng, đó các bạn thấy quét từ B2 cho đến D9, add vô, sang sheet 3, có sẵn, xóa đi, từ tiêu đề cần đầu tiên B2 quét đến E9, đúng không ạ, add vô. Rồi, top row last column không set relink. Tại vì yêu cầu số 2 là không có cập nhật dữ liệu. Các em nhớ nha, không phải lúc nào các em cũng check nha, mà phải đọc lời coi người ta có hay không. Bài này người ta đâu yêu cầu cập nhật dữ liệu đâu, nên các bạn không được check. Được chưa? Các bạn đừng có sai lầm đọc khi đọc đời giùm thầy. Rồi, đó là cách làm. Rồi, câu cuối cùng, câu số 4. Câu số 4 bài này các bạn tổng cộng có 3 ý. Tổng số lượng bán, tổng thành tiền theo tên sản phẩm. Rồi, đúng nha. Rồi, số lần bán và tính tổng số lượng theo tháng. Rồi, nó đầu tiên là số lượng thành tiền theo tên sản phẩm, số lượng và thành tiền kênh transfer. Ở đây bài làm của bạn thầy xin phép thầy xóa luôn nha. Nói chung là đúng được một ý. Rồi, control V. Rồi, tên số lượng thành tiền. Rồi, bước 2 là quét chọn các tiêu đề vừa bắt ra. Quét chọn các tiêu đề vừa bắt ra nha. Vô data, console đây. Có sẵn delete giùm thầy, có sẵn delete giùm thầy, có sẵn delete giùm thầy. Bài này tính tổng nên các bạn sum. Quét từ tên đến thành tiền ở bảng 1. Xóa đi nè. Các bạn quét từ tên nè, các bạn quét đến thành tiền nè. Add vô. Bảng 2. Có dữ liệu sẵn nhảy nè, xóa đi. Tên đến thành tiền. Add vô. Qua bảng 3. Cũng vậy. Các bạn quét từ tên, các bạn quét đến thành tiền. Add vô. Top row last column không check dữ lên, bài này không yêu cầu. Ok. Rồi, số lần bán theo tên sản phẩm. Thì bài này các bạn muốn làm được thì các bạn sẽ mượn tiêu đề. Đó, thí dụ tên, đây là số lượng thì bạn có thể hồi thành điểm số lần bán, hoặc là bật mượn đơn giá cũng được. Tại vì hồi sau đây muốn làm được nó hai tiêu đề, ít nhất là hai tiêu đề. Đó, nên thầy mượn cái tên và cái số lượng chẳng hạn. Rồi, hoặc là tên thầy mượn đơn giá đi. Đó, tên đơn giá cũng được. Tức là thầy mượn tiêu đề đang nằm dưới nè. Rồi sau đó các bạn quét chọn nè, data, các bạn hồi đây. Và ở đây các bạn là count chứ không phải là sum. Tại người ta điểm số lần bán, điểm số lần bán. Được chưa? Rồi, cái này có sẵn các em xóa giùm thầy nha. Các em tính tổng thì em sum, mà điểm thì các em phải count, hoặc là người ta yêu cầu max min gì đó, các em phải đọc đề giùm thầy nha các em. Nó phụ thuộc vào đề bài. Đó, ví dụ như bài này là count điểm số lần bán theo tên sản phẩm. Rồi, bắt đầu quét tên và đơn giá. Được chưa? Đó. Tên, đơn giá, các em dùng tên số lượng vẫn được nha. Em chưa? Bảng 2. Và các em nhớ này, tên, đơn giá, add vô. Đó, và bảng 3. Bảng 3 cũng vậy. Tên, đơn giá, add vô. Top row last column không check lên. Rồi, và nhớ đây là điểm nên là count. Rồi, cái đơn giá này, nhưng mà ở này người ta đâu yêu cầu đơn giá, mà ở này các bạn gọi trường hợp này á, thầy gọi là mượn tiêu đề. Bây giờ mượn rồi thì bây giờ phải trả số lần bán, đổi tên thành số lần bán theo yêu cầu. Đó, tại vì ở kia bạn không có cái trường số lần bán, nên thầy sẽ mượn một cái trường thành tiền, số lượng hay là đơn giá gì đó. Thầy mượn để thầy làm điểm đó, và xong rồi thì thầy trả đúng cái người ta yêu cầu. Rồi một cái nữa, tổng số lượng theo tháng. Nhưng mà ở đây các bạn thấy ngày, ngày người ta cho số, thì bây giờ muốn biết nó là số hay là sao thì các bạn có thể, thí dụ bạn dùng hàm mạnh, nó bạn dùng hàm ngày tháng. Thì tháng thì bạn cần dùng hàm ngày tháng, tức là ngày, hàm tháng, hàm manh, hàm ngày nè, hàm tháng, hàm năm, hàm gì đó, các hàm ngày tháng. Thì bạn dùng coi nhắn enter nó ra được con số. Được chưa? Thí dụ bạn dùng lấy tháng mà nhắn ra có số tháng thì bạn biết đó là gì, vẫn là dữ liệu ngày tháng, nhưng mà gì người ta định dạng sẽ dạng số thôi, đây cho 6. Được chưa? Bình thường. Vậy tức là cái này nó vẫn là dữ liệu ngày tháng, nhưng mà do người ta chuyển thành thành number. General đấy. Được chưa? Còn khi bạn chuyển sang ngày tháng á, thì nó vẫn là ngày tháng bình thường. Được chưa? Tức là người ta bảy các bạn cái gì? Cái định dạng. Đấy, không tin ở đây thì chuyển cho các em thấy nè. Ngày tháng nè. Nó vẫn là ngày tháng bình thường. Đúng không? Thì các em khi đó các em cứ chuyển vô.
Nếu chúng phải insert nào. Tháng bằng cái chữ tháng. Các em ghép nối giùm anh. Chọn ô. Rồi bảng 2 cũng vậy. Nó chèn bên phải thì bên phải hết nha. Nó tháng bằng cái chữ tháng ghép nối hàm anh. Bảng 3 cũng vậy. Cái chuột phải insert. Nó tên trường, cái tiêu đề nó là tháng. Rồi gì đây? Có được bằng cách lấy chữ tháng ghép nối hàm anh. Cực kỳ dễ thôi. Rồi bây giờ copy, người ta yêu cầu tính tổng số lượng theo tháng. Thì mình copy tháng, copy số lượng, Ctrl C. Luôn luôn đặt nằm dưới, không đặt nằm ngang. Đúng không ạ? Luôn luôn nằm phía dưới nè các bạn thấy không ạ? Không có đặt nằm ngang. Rồi này. Quét chọn data, study đây. Có sẵn delete, có sẵn delete, có sẵn delete. Bài này tính tổng nên nó là sum. Bắt đầu quét refresh range ở bảng 1. Nó câu đó em dùng format cell để đổi định dạng ngày tháng bình thường được thôi. Đâu cần em. Ý của bạn hỏi á là gì? Thầy dựng này chút xíu. Đây, ý bạn hỏi là gì? Này là bạn dùng đổi ngày tháng bình thường. Em đổi ngày tháng bình thường rồi sao nữa em? Em cũng vẫn phải gì? Em cũng vẫn phải làm cột phụ tháng nữa. Tại vì đây là dữ liệu ngày tháng chứ không phải là tháng không đâu. Các em nên nhớ nha. Đây là cái cột dữ liệu ngày tháng. Còn người ta yêu cầu em ở đây á là gì? Là tháng thôi, là chỉ chữ là cái tháng thôi. Nên ở đây nếu em dùng format cell giống như nè thì em vẫn phải gì? Tính theo tháng. Vẫn phải lập cột phụ. Nhưng mà điều đó các bạn làm này làm chi? Tại bạn kiểm tra bạn thấy gì? Bạn dùng hàm anh nó đã ra dữ liệu rồi. Tức là đây là dữ liệu ngày tháng nhưng mà do người ta gì? Người ta bẫy các bạn sang cái định dạng khác. Nhưng bản chất nó vẫn là dữ liệu ngày tháng. Nên bạn không cần phải format cell lại. Được chưa? Nó không cần thiết. Rồi, tiếp tục. Quét chọn cái hai tiêu đề các bạn vừa bắt ra nè. Nó vô data. Còn study đây. Sum. Refresh range quét tháng đến số lượng ở bảng 1 nè. Nó có chữ bảng 1. Xóa đi. Tháng số lượng. Nhẹp vô. Sang bảng 2. Có sẵn. Xóa đi. Tháng số lượng. Nhẹp vô. Sang bảng 3. Có sẵn. Xóa đi. Tháng số lượng. Nhẹp vô. Top row left column. Ok. Tại bài này người ta không yêu cầu tự động cập nhật. Đó là cách làm của phần cursor đây. Các bạn thấy nó vẫn gì? Thiếu tiêu đề thì chèn thêm cột đánh tiêu đề vô. Đó, và khi chèn đặt liền kề cột lấy dữ liệu. Rồi các em sửa vô giùm thầy. Rồi chào em nha. Tiếp tục thì thầy hướng dẫn cho các em cái phần tiếp theo. Mình sửa đó là mình sửa cái phần số 5 pivot table trong bài tập ôn buổi 1. Được không? Thế đây các bạn thấy có 5 câu. Pivot table, pivot chart. Thì dẫn nguyên tắc cũ. Dẫn nguyên tắc cũ. Được chưa? Thì bài này các bạn muốn làm được thì mình sửa thôi. Rồi bài này người ta nói gì đây? Dùng pivot table. Nó báo cáo theo tên nhà. Tổng doanh thu theo tuần. Nó bài này không có tuần. Nó thì mình chèn tuần vô. Cái chuột phải insert. Nó tuần. Và tuần này có được bằng cách người ta không nói gì thì mặc định nó là tuần của tháng. Đó. Hoặc người ta nói là tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tuần 5 là tuần của tháng luôn. Đó. Hoặc là nếu người ta nói là tuần 6, tuần 7, tuần 8, tuần 10 mấy gì đó, đó là tuần của năm. Hoặc người ta nói là cái này dùng tuần của tháng nha, cái này dùng tuần của năm nha, thì làm theo yêu cầu. Còn không thì các bạn nhớ người ta nói tuần thì thông thường đây là tuần của tháng. Được chưa? Còn nếu người ta nói là tuần của năm hay gì đó thì tính tiếp. Rồi tuần của tháng thì một tháng có 5 tuần. Tuần của năm, một năm có 53 tuần. Rồi tuần của tháng INT 2 ngoặc. Các bạn dùng hàm đây để lấy ngày. Rồi trừ 1 đóng ngoặc. Các bạn chia 7 đóng ngoặc cộng 1. Ok, cái này là công thức mà bữa trước thầy có dặn các bạn. Khi mà thầy hướng dẫn email đó, thầy có nói các bạn học thuộc lòng giùm thầy. Nó để bạn làm. Mà bạn không nhớ vậy thì bó tay. Rồi, quét chọn thôi. Insert, pivot table. Nó, vị trí xuất một ô. Cách phía trên ít nhất 3 ô. Bên phải phía dưới trống. Ok. Rồi,
báo cáo theo tên nhà kéo vô rau, tổng doanh thu tức là thành tiền, thì value theo tuần, tuần các bạn kéo vô rau, kết thúc. Nó, thế bạn kéo người ta thôi, người ta yêu cầu gì thì làm vậy. Người ta rõ ràng các bạn là báo cáo theo tên nhà, theo thì các bạn kéo vô rau, tổng doanh thu tính toán thì vô value, theo tuần kéo vô rào. Nó không thuộc thì bó tay rồi. Câu số 2. Rồi câu số 2. Người ta nói gì đây các bạn? Dùng bài vật tổng hợp. Được chưa? Nhân viên theo mặt hàng. Đó. Quét chọn. Đây, quét chọn là hết nè, thấy không ạ? Rồi. Insert. Bài và table. Rồi, vị trí xuất một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống ở trên cách ít nhất là 3 ô. Bạn lưu ý nha, cách phía trên ít nhất 3 ô giùm thầy nha. Ok. Rồi. Báo cáo tổng hợp dữ liệu tổng số lượng về số lượng kéo value của từng nhân viên, tức là theo nhân viên, họ tên, theo từng mặt hàng kéo rau luôn. Nó cực kỳ đơn giản nha, bạn lưu ý nha. Nó, tuy nhiên thì vô thi thì hai cái này người ta có thể châm trước cho bạn là đảo vị trí cho nhau vẫn được. Đó, nhưng mà thông thường các bạn cứ làm theo thứ tự từ trái qua giùm thầy. Được chưa? Đó, theo nhân viên nè, của từng nhân viên, tức là theo nhân viên. Theo nhân viên các bạn kéo nhân viên trước, mặt hàng sau thì nó sẽ hay hơn. Rồi, số 3. Dùng bài vật chặt. Bài vật chặt. Đúng không ạ? Tổng số lượng của từng mã sản phẩm theo đơn giá, phân trang theo tháng. Đó, tháng ở đây các bạn chèn vô này, thấy không ạ? Cách rang cá cho đẹp nhé em. Giờ đừng để dính liền. Rồi chèn cột phụ này thì không nói lời nữa nha. Đó, làm nhiều, nãy giờ làm 4 5 ít nhất là 5 câu liên quan chèn cột phụ rồi. Đó, tính tổng số lượng của từng mã sản phẩm. Mã sản phẩm có nè. Rồi, theo đơn giá có nè. Phân trang theo tháng, tháng có nè. Rồi quét chọn nè. Nó insert pivot chart, pivot table nè. Rồi, vị trí xuất một ô. Nó đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống ở bên trên cách ít nhất 3 ô. Ok. Rồi. Bây giờ người ta nói là tính tổng số lượng bán. Tổng số lượng bán kéo vô value theo từng mã sản phẩm. Mã sản phẩm theo đơn giá. Đơn giá phân trang theo tháng, theo tháng. Rồi, hai bảng coi giống không? Ủa sao bảng của bạn xấu quá vậy? Được chưa? Bạn kéo gì vậy? Để coi bài bạn. Giờ value tháng gì đâu tùm lum hết vậy. Đó, cái hình thầy đưa thì các bạn thực hiện đúng giùm thầy thôi. Cái hình thầy đưa các bạn thực hiện giùm thầy. Nè, bên trái field này lọc nè. Column là phân trang nè. Row là theo nè. Value là tính toán. Rồi bây giờ ráp chữ vô nè. Tổng số lượng bán tức là số lượng các bạn value. Từng mã sản phẩm tức là theo mã sản phẩm thì kéo vô row. Theo đơn giá thì kéo đơn giá vô row. Phân trang theo tháng, tháng các bạn kéo column vậy thôi. Đó, các bạn nhớ nè, người ta cho làm sao thì các bạn làm vậy, các bạn đừng có ngồi đó bạn chế nói giùm thầy. Người ta cho làm sao các bạn viết y chang giùm thầy thôi. Nó cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi câu số 3 tới câu số 4. Rồi câu 4 có chuyện vui đây. Người ta cho cái mẫu thì bạn kéo làm sao giống cái mẫu thì bạn đúng. Được chưa? Nó rồi bài làm bạn tương đối nha, tương đối đúng khoảng 90% 90%. Insert pivot table, vị trí xuất chọn một ô, đảm bảo rằng cách ở trên khoảng 3 ô,
bên phải phía dưới trống. Ok. Rồi đầu tiên các bạn thấy tên sản phẩm nằm bên tay phải, tay trái. Vậy tên sản phẩm Field hoặc là Round. Rồi. Đơn giá nằm bên trên. Rồi, tổng số lượng các bạn value. Đó, các bạn thấy. Rồi người ta có đóng khung thì bạn có thể đóng khung luôn, trông thấy không? Đó, nhẹ nhàng. Rồi, ở đây là tổng số lượng. Các bạn ghi đây chữ tổng số lượng. Nó tổng số được chưa? Lượng. Rồi bạn nhớ giùm thầy khi đổi tên, các bạn nhớ giùm thầy khi đổi tên, các bạn thêm phía sau giùm thầy một khoảng trắng. Nhớ nha, cách ra một dấu cách giùm thầy. Khi đổi tên nhớ thêm một dấu cách giùm thầy phía sau. Rồi nhớ nha, khi đổi tên thì nhớ cách giùm thầy một dấu cách phía sau. Rồi, ở trên này chữ đơn giá cấp lóc thì bạn cấp lóc đơn giá giùm thầy. Cách ra một dấu cách. Tên sản phẩm. Đó, thì đây các bạn ghi là tên sản phẩm. Cách ra một dấu cách. Đó. Rồi, phía dưới này người ta tô màu, mình tô màu luôn. Màu thì có thể khác nhau chút xíu cũng được. Dưới đây là chữ tổng, thì bạn ghi đây là chữ tổng. Cách ra một dấu cách giùm thầy. Người ta cách một dấu cách thì bạn một cái dấu cách. Rồi cái này người ta không có phần lẻ phía sau. Rồi bạn quét chọn nè. Đích chuột phải nè, bạn format cell giùm thầy. Đây. Nó không ở đây number nè, các bạn không sử dụng số lẻ phía sau. Ok. Đó. Rồi bạn nói thầy ơi, người ta cái đường nó màu đen, ủa màu xanh. Đó thì các bạn vô màu xanh. Đây. Màu của đường. Đổ màu xanh. Nó ngồi đó bằng vẽ vô. Được chưa? Nó hơi lâu chút xíu. Đó. Nhưng mà vô thi điều đó không cần thiết. Được chưa? Rồi, đó là nguyên tắc làm của phần bài vợt. Và còn một câu nữa, câu số 5. Câu số 5 này nhiều bạn làm không ra được giống cái mẫu người ta. Đây là cái mẫu. Đúng không? Rồi, quét chọn. Dạ. Loại hàng nè. Người ta tạo, bạn tạo sẵn ha. Rồi, quét chọn. Insert pivot table. Rồi, vị trí xuất chọn một ô ha. Rồi. Đây, đảm bảo rằng bên phải bên dưới trống ở trên cách nhất 3 ô. Rồi, CD loại hàng ngày tháng số lượng. Rồi các bạn thấy nó có gì đây? Tháng 4 được hay không có ngày được. Tắt cái manh ở đây. Đó, nó sẽ ra ngày tháng 5. Được chưa? Ra tháng 5 nè. Đó, nhưng mà ở đây các bạn thấy nó bạn làm cũng ra tháng 5 thôi. Được chưa? Nó không có ra được ngày luôn. Các bạn thấy không ạ? Rồi, bây giờ thầy thử định dạng nhé. Number format ha. Đây, hiển thị ngày tháng 5 nè. Đó, thầy hiển thị cho nó ngày tháng 5 nè. Date time nè. Rồi, qua thầy chuyển qua cái sử dụng của đây là Vietnammy luôn. Đó, coi được không nha. Đây, Vietnammy. Ok, ngày tháng 5. Ok. Ok. Đó, tức là nó hiển thị cũng không được. Được chưa? Được không ạ? Nó nên ở đây là do cái hiển thị thôi. Không sao cả, các bạn làm được tới đây vẫn được tính điểm rồi nha, vẫn được tính điểm đâu. Rồi các bạn sửa giùm thầy vô hết phần bài vở. Rồi bây giờ tiếp tục nha các em. Tiếp theo các em vừa vào cái giùm thầy cái data validation trong buổi 1 nha. Thì data validation hay gọi là ràng buộc dữ liệu, cái nhiệm vụ của ràng buộc dữ liệu là giúp cho các bạn nhập dữ liệu không bị sai nhiều. Đó, nó sẽ giới hạn về phần nhập dữ liệu. Ví dụ như
tỉnh thì các bạn có thể chọn tỉnh hoặc là nhập tỉnh trong cái giới hạn đó, miền khu vực miền Bắc miền Nam gì đó, được chưa? Hoặc là điểm các bạn là từ 0 đến 10 thì khi cài đặt nó chỉ cho phép nhập từ 0 đến 10 thôi. Nó không cho nhập phép 11 hoặc 12. Đó, tuy nhiên mà đang 10 điểm mà nhập thành 0 điểm thì nó không có giải quyết được. Đó là cái nhược điểm của nó. Thì ràng buộc dữ liệu giúp các bạn giới hạn cái phần nhập. Thì công việc đầu tiên của phần ràng buộc dữ liệu là bạn quét chọn cái vùng bạn muốn nhập, quét chọn cái vùng bạn muốn nhập. Ví dụ ở đây thầy quét chọn từ E3 cho đến E6. Vô data chọn chữ ràng buộc dữ liệu data validation. Nhớ data validation. Thì ở đây các bạn thấy có ba cái thẻ. Cái thẻ thứ nhất là thẻ setting, là phần cài đặt. Được chưa? Thực hiện các công thức ràng buộc ở đây. Input Messenger tức là thông báo đầu vào. Thông báo đầu vào. Và Error Alert tức là thông báo khi bạn nhập sai, nhập lỗi. Rồi. Ở đây dịch tiếng Anh thôi. Dịch được tiếng Anh thì làm tốt, không dịch tiếng Anh thì hơi mệt mệt xíu. What number là số nguyên. Anh value là nhận giá mọi giá trị. What number là số nguyên nè. Nó ví dụ số nguyên ở đây thì các bạn thấy có bị trên, nó bị trên nằm giữa không, giữa bằng không bằng, lớn hơn bé hơn, lớn hơn bằng bé hơn bằng gì đó, được chưa? Nó ví dụ rồi, ví dụ như bị trên điểm maximum điểm cái thầy cho nhập nó là số nguyên từ 0 đến 10, giả sử như vậy. Nó 0 đến 10 what number. Rồi thông báo là gì đây, thông báo nó ghi đây này, nhập từ 0 đến 10. Đó. Rồi bên đây là thông báo lỗi, lỗi nhập đúng yêu cầu chẳng hạn. Ok. Rồi thì nhập số 2, số 3, số 7 đều cho, số 12 báo lỗi. Do vậy yêu cầu nhập đúng yêu cầu. Đó, hoặc bạn rơi chuột vô nè. Nó bạn thấy nhập thông báo này, nhập từ 0 đến 10. Đó, người ta gọi đây là một số nguyên. Đó. Còn tương tự là số thập phân thì cũng vậy, đánh số vô thôi. Rồi list danh sách thì bạn quét cái vùng danh sách thôi. Đó, đối với danh sách thì bạn quét cái vùng danh sách thôi. Danh sách đây đâu rồi? Đây, bạn quét cái vùng danh sách thôi. Nó ok. Nó thì cái này bạn thấy là giúp bạn chọn. Do hoặc là câu hỏi gì người ta yêu cầu ràng buộc nó cho phép chọn cái gì đó thì các bạn dùng list nhé. Nó cho phép chọn nè thì bạn dùng list. Rồi còn nếu ràng buộc ngày tháng thời gian mình đánh vô, ví dụ đây là ngày tháng, ngày tháng thì bạn đánh ví dụ ràng buộc đây là 2023, 2023 tháng 3 ngày 1 ngày 2 đến ngày 2023 tháng 3 ngày 30 chẳng hạn, thì tức là cho phép nhập từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3. Ok, thì bạn đánh vô thôi. Rồi, ngày tháng thì bạn nhập năm 2023 tháng 3 ngày 23, 2023 tháng 4 ngày 23 báo lỗi. Đúng không? Nó ngày tháng, còn thời gian thì cũng tương tự. Thời gian thì bạn chọn đánh giờ phút giây vô. Rồi độ dài chuỗi thì bạn đánh độ dài chuỗi là bao nhiêu ký tự? Nó bao nhiêu ký tự vô đây, ví dụ nhập đúng 5 ký tự thì cho phép nhập 5 vậy thôi. Rồi còn kho tâm là công thức các bạn thiết kế, ví dụ như này thì cho phép ràng buộc là nông lâm và bách khoa chẳng hạn đó, hoặc nông lâm và kinh tế chẳng hạn, được chưa? Nó thì ở đây các bạn sẽ ràng buộc thì đối với phần ràng buộc này thì các bạn ghi chú giùm thầy thêm một số cái yêu cầu để mình học cái phần này nhé. Cái phần này nữa tên bơi các bạn ứng dụng rất là nhiều. Nó về vị trí. Giả sử ở đây thầy chọn một ô này làm ví dụ. Ở đây là ô E3. Nó rồi, ô E3 người ta đứng vậy nè, người ta gọi đây là vị trí tương đối. Còn khi E3 mà có một cái dấu đô la phía trước thì người ta gọi đây là vị trí hỗn hợp, và người ta gọi đây là khóa cột. Rồi khi mà E3
Nó cái này cũng là vị trí hỗn hợp luôn. Nó và người ta gọi đây là khóa dòng. Rồi khóa cột thì các bạn nhớ giùm thầy, khóa cột thì công thức đi xuống, công thức nó chạy xuống, và khóa dòng thì công thức nó sẽ chạy ngang. Nó ví dụ như thầy chọn cái ô này thì khóa cột thì công thức chạy xuống, có nghĩa là khi thầy kéo á nó chỉ chạy thay đổi theo số dòng đây thôi, cột thì nó không thay đổi, được chưa? Còn công thức chạy ngang thì nó như vậy các bạn, nó chỉ chạy gì một dòng thôi, và cột thì sẽ thay đổi. Như bạn lưu ý đó, đợi bạn nữa bạn học cái phần cố định rất là nhiều, sử dụng cái phần cố định rất là nhiều trong tin bơ của mình. Và nếu như mà có dấu đô la trước chữ và trước số luôn, người ta gọi đây là vị trí tuyệt đối hay gọi là khóa ô. Rồi một cái nữa, để cố định đây thì các bạn dùng phím giùm thầy là phím F4 hoặc hoặc nha, tổ hợp phím FN. Phím FN là cái phím bên tay trái khoảng dưới cùng khoảng phím thứ hai từ ngoài bên trái điểm vô. Bên trái nhớ nha, phím FN là phím nằm bên tay trái phía dưới khoảng phím thứ hai điểm vô, từ bên trái điểm vô cộng F4. Nếu bạn nào nhấn phím FN không ở F4 không được thì bạn nhấn giùm thầy tổ hợp phím FN cộng phím F4, chứ không phải là chữ F với N nha. Ở đây là phím FN, thầy ghi rõ nha, đây là chữ phím FN nha. Đó rồi, để cố định. Và bạn nhắn chừng nào ra đúng cái yêu cầu ở đây thôi. Rồi, đối với một cái vị trí trong ô thì các bạn nhớ luôn luôn chữ trước số sau. Ví dụ E4. Được chưa? Thì người ta gọi đây E4 và nó nằm ở cột E dòng số 4. Khi mà nó là một vùng thì bạn nhớ giùm thầy cái chữ, hai cái chữ này nè, thì cái chữ đầu tiên nó luôn luôn phải đứng trước cái chữ phía sau hoặc là bằng cái chữ phía sau theo vị trí bảng chữ cái ABC. Nữa nha, cái chữ phía trước nè so chữ phía sau này, thì cái chữ phía trước này luôn luôn phải đứng trước hoặc cùng vị trí của cái chữ phía sau trong bảng chữ cái ABC. Hoặc thầy nói một cách khác để dễ hiểu hơn, cái chữ phía trước này luôn luôn phải nhỏ hơn bằng chữ phía sau theo bảng chữ cái ABC. Nghe nha. Đó, cách đó để bạn dễ hiểu hơn thôi. Đó, chứ chữ thì không thể so sánh lớn bé được. Bạn nhớ, trong bảng chữ cái ABC thì ở hai cái đối với cái chữ này, một cái vùng á thì cấu tạo từ hai chữ và hai số. Được chưa? Phân cách ở giữa là dấu hai chấm. Thì cái chữ phía trước này và chữ phía sau này bắt buộc chữ phía trước này luôn luôn đứng trước hoặc bằng vị trí của cái chữ phía sau. Tức là nếu đây là chữ E thì ở đây là chữ E, chữ F, chữ G, chữ H, chứ không thể nhét đây chữ E được. Nhớ nha. Rồi, cái số ở vị trí thứ nhất luôn luôn nhỏ hơn bằng cái số vị trí phía sau. Cái số vị trí phía trước luôn luôn nhỏ hơn bằng cái số vị trí phía sau. Được chưa? Đó, nhớ giùm thầy cái quy tắc đó, nếu không mình sẽ bị nhầm. Rồi, quay lại vấn đề. Ở đây cái phần ràng buộc, giả sử thầy ràng buộc ở đây chỉ cho phép nhập. Các bạn lưu ý nha, chỉ cho phép nhập. Để thầy thu nhỏ này xuống. Các bạn coi chừng các bạn sai. Chỉ cho phép nhập. Tức là bạn dùng công thức. Còn một cái nữa là chỉ cho phép chọn. Thì các bạn dùng list. Các bạn nhớ nha, cho phép nhập thì bạn nhập từ bàn phím, còn cho phép chọn là bạn chọn từ dữ liệu. Rồi, này cho phép nhập, giả sử cho phép nhập nông lâm hoặc là bách khoa hoặc là kinh tế đây, nông lâm hoặc kinh tế, thì ở đây các bạn lưu ý giùm thầy. Ở đây các bạn sẽ dùng công thức. Nó quét chọn nè. Quét chọn nè. Data validation. Các bạn sử dụng công thức khó tâm. Các bạn viết công thức vô đây thôi.
Đó, tuy nhiên bạn có thể viết công thức ở ngoài. Ví dụ bằng đó, O nhập này hoặc nhập kia. Chọn ô đầu tiên. Các bạn nhớ khóa cột giùm thầy để công thức các bạn đi xuống. Đó, bằng nồng lòng. Hoặc cái ô đầu tiên, luôn luôn chọn ô đầu tiên. Bằng kinh tế. Đó, Enter. Rồi, nó là true false thì kệ nó. Tại nó chỉ xét cái trường hợp đầu tiên thôi. Nó nếu đúng là true, không đúng thì ra false vậy thôi. Rồi, bây giờ bạn nhập ràng buộc vô đó. Data, data viết sử dụng công ràng buộc. Nó. Ok. Rồi bạn nhập 55. Nhập kinh tế. Bách khoa. Báo lỗi. Đơn giản vậy thôi. Đó là phần ràng buộc. Rồi các bạn sửa giùm thầy cái phần ràng buộc, làm hết những câu trong phần ràng buộc giùm thầy. Cộng với ghi chú cái này vô. Làm xong thì giơ tay và mình chuyển qua phần tô màu. Rồi tiếp theo thầy hướng dẫn cho em đó là phần tô màu. Thì đối với tô màu thì cũng giống như ràng buộc thôi, công việc đầu tiên bạn cần xác định giùm thầy một vài cái ha. Đối với tô màu thì nó chia làm 3 trường hợp. Thứ nhất là tô màu cho ô thì các bạn nhớ là quét cột, không quét tiêu đề. Thứ hai là tô màu cho dòng, quét hết bảng, không quét tiêu đề. Thứ ba là tô màu cho vùng, quét vùng cần tô, không quét tiêu đề. Rồi đấy nha, tô màu cho ô thì các bạn quét cột đó, tô màu cho dòng quét hết bảng, hoặc là người ta sử dụng tô màu cho dòng á, người ta còn cái từ là đánh dấu nữa, cũng là tô màu cho dòng luôn nha. Đó, tô màu cho dòng thì các bạn quét hết bảng, không quét tiêu đề. Rồi tô màu cho vùng thì quét cái vùng cần tô, không quét tiêu đề. Rồi ví dụ như thầy quét cái số lượng nè, nó quét cái cột số lượng nè, các em thấy không? Vô giờ thẻ hôm thì các bạn có thể chọn conditional formatting new row nó được chưa, để ra cái bảng này liền. Còn thầy thường thầy chọn cái conditional formatting main row nó, và thầy coi coi ở đây có được có những cái lệnh tô màu nào sẵn đây rồi, do ở đây mình mới làm nên nó chưa có được chưa. Rồi còn nếu các em làm rồi thì nó sẽ có sẵn đây hết nha. Nó các bạn chọn new row thì dáng này nó hiện thị các bạn giống như nãy. Rồi ở đây các bạn thấy tổng cộng có 6 dòng, giải thích từng dòng. Dòng thứ nhất format on cell, tức là tô màu cho tất cả các ô, các em nhớ nha, tô màu cho tất cả các ô, nhớ nha, tô màu tất cả các ô. Thì câu này thường á, người ta gặp trong trường hợp là tô hai màu hoặc là tô ba màu. Nó thí dụ người ta yêu cầu tô hai màu thì các em chọn giùm thầy hai color. Nó đây cái màu người ta yêu cầu thấp nhất cao nhất tùy. Còn nếu muốn ba màu thì ba color. Nó rồi còn muốn database gì là đây. Đó, hoặc là icon gì đó thì các bạn có thể tham khảo tùy theo đề người ta đưa ra. Nó thí dụ như người ta yêu cầu tô hai màu thì các bạn chọn hai màu. Thấp nhất thì giả sử thầy là màu xanh. Cao nhất thì dùng nó màu đỏ. Ok. Ok. Đó bạn thấy tô màu cho tất cả các ô. Nhớ nha, khi người ta yêu cầu tô hai màu, tô ba màu thì các bạn dùng cái dòng thứ nhất, nó format on cell. Nó có nghĩa là tô màu cho tất cả các ô. Ở đây có sẵn rồi đúng không ạ? Rồi. Trường hợp thứ hai, format only cell. Format only cell là tô màu chỉ những cái ô chứa. Đúng nha. Tô màu cho những ô chứa thôi. Thì đây các bạn thấy chứa cái gì? Thì các bạn vô đây bạn coi. Thứ nhất á, nó là save value, tức là các giá trị. Rồi, cái chữ. Nó tô màu cái gì đó liên quan đến chữ, ngày tháng, trống, không trống, lỗi, không lỗi. Tức là bạn dịch được tiếng Anh nó ra giùm thầy. Đúng không ạ? Nó đây cho các giá trị ha. Rồi liên quan đến chuỗi, bây giờ chuỗi thì có cái gì thì bạn thấy nè, có chứa, không chứa, bắt đầu và kết thúc. Được chưa? Chứa, không chứa, bắt đầu và kết thúc. Rồi còn đây là gì, liên quan đến ngày tháng, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mơ gì đó, được chưa. Rồi
lỗi ở trống, không trống là no plan, plan là trống nè, no plan là không trống, error là lỗi và no error là không lỗi. Ok, đó tùy thuộc vào đề bài người ta đưa ra mà các bạn lựa chọn. Rồi còn cái format này thì nó một cái chung luôn. Nó format này là gì đây? Font, tức là màu chữ. Các bạn lưu ý font là màu chữ nha. Đó, bạn có thể chọn màu chữ. Còn người ta yêu cầu tô màu là dùng fill. Người ta yêu cầu tô màu là dùng fill. Em nhớ nha, màu nền. Rồi cái thứ ba. Format only top bottom. Format only top bottom. Đó, tức là cái gì đây? Tô màu cho giá trị cao nhất hoặc là những giá trị thấp nhất. Được chưa? Rồi. Format only. Cái này giá trị trung bình gì đó. Cái này thì thầy không dùng tới, ít gặp trong đề thi lắm. Rồi, còn cái này tô màu cho giá trị trùng hoặc là không trùng nhau, trùng hoặc là không trùng nhau, và cuối cùng sử dụng công thức. Được chưa? Đó. Tùy thuộc vào trường hợp mà các bạn sử dụng cho phù hợp. Và thông thường ở đây thầy thấy chỉ có tô màu cho tất cả các ô. Tô màu tất cả các ô thì bạn dùng dòng số 1. Còn lại tô màu cho vùng, tô màu cho ô, cho dòng thì bạn có thể dùng từ dòng số 2 cho đến dòng số 6. Ok, ủa xin lỗi, tô màu, xin lỗi. Ở tô màu cho ô thì các bạn có thể dùng từ dòng số 2 cho đến dòng số 6 luôn. Tô màu cho dòng thì các bạn có thể dùng dòng số 6 thôi. Dòng và vùng thì các bạn chỉ dùng dòng số 6 thôi. Các bạn chú ý nha, nó phụ thuộc vào mình đang làm cái gì. Nó phụ thuộc vào làm cái gì. Rồi. Giả sử ở đây thầy làm hai ví dụ. Ví dụ tô màu đỏ cho những ô là AC, A và C. Tức là bạn sử dụng công thức. Đó, thì ở đây các bạn có thể viết công thức trước ở ngoài. Đó, trước ở ngoài. A và C tức là các bạn là hoặc A hoặc là C, mình hoặc O. Chọn ô đầu tiên, khóa cột để công thức đi xuống bằng cái chữ A. Hoặc ô đầu tiên, các bạn khóa cột bằng cái chữ C. A hoặc C. Đó. Rồi sau đó bạn cắt công thức, bằng cắt công thức. Bạn vô đây, chỉ quét cái cột người ta yêu cầu, không quét tiêu đề. Đúng nào? Quét cái cột người ta yêu cầu, không quét tiêu đề. Tô màu. Nêu. Chọn công thức. Đó, dán công thức này vô. Người ta yêu cầu tô màu đỏ. Format. Fill. Màu đỏ. Nhớ nha, tô màu thì dùng fill, còn màu chữ thì dùng font. Các em phân biệt giùm thầy. Ok. Apply. Rồi cái thứ hai, tô màu vàng. Rồi để thầy dán vào này cho em nha. Luôn luôn chỉ chọn cái ô đầu, cái cột đầu tiên thôi nha, những cái ô đầu tiên thôi. Nghe nha, những ô đầu tiên thôi. Bằng tô màu vàng cho những dòng A và những dòng số lượng từ 5 trở lên, đồng thời là tên hàng là E, N. Số lượng từ 5 trở lên, chọn ô đầu tiên của số lượng, khóa cột lớn hơn bằng 5 và tên hàng là E, tên hàng khóa cột bằng E. Đó. Các công thức. Tô màu cho dòng, quét hết bảng, không quét tiêu đề. Home, conditional formatting, main row, new row. Sử dụng công thức dán vô tô màu vàng, format fill màu vàng. Ok. Apply. Ok. Đó, công thức ở đây. Các bạn nhớ giùm thầy, quét cho đúng giùm thầy nha. Và nhớ chỉ chọn những ô của cái dòng đầu tiên để bạn chọn thôi. Rồi. Còn yêu cầu 2 thì là tô màu cho trong cái khoảng này thì các bạn cứ làm bình thường. Đó. Ví dụ như này, tô màu hồng cho giá trị từ 100 trở lên thì quét chọn nè. Nó conditional formatting main row nè. Nó new row nè. Các bạn có thể sử dụng format only dot content. Nó từ 100 trở lên tức là lớn hơn bằng. Nó đánh số 100 vô. Thì giả sử đây là màu hồng, còn thầy giả sử đây màu đỏ nha. Ok. Apply. Ok. Nó tương tự mấy cái này còn lại, ba ý còn lại các bạn cũng làm vậy. Nó cũng làm là format only, hoặc là bạn sử dụng ở đây nó là công thức. Ví dụ như thầy dùng công thức đây, nó bằng cái ô đầu tiên. Ở đây các bạn không khóa dòng, cũng không khóa cột. Các bạn thấy đang có hai dấu đô la nè, các bạn nhấn F4, chừng nào không có dấu đô la nào hết. Đó, nó nhỏ hơn bằng 50, nó nhỏ hơn bằng 50. Ở đây người ta yêu cầu tô màu xanh,
Thì giả sử chuyển cái này là màu đỏ để các em thấy nha, màu đỏ. Nó nhỏ bằng 50. Ok. Apply. Nó nhỏ bằng 50 các bạn thấy lập tức. Tức là bạn có thể sử dụng công thức, có thể sử dụng công thức hoặc là format only cell. Đó, rồi. Các bạn sửa vô giùm thầy. Tới đây, sau đó qua câu số khác. Rồi sửa và ghi chú cẩn thận giùm thầy. Sửa ghi chú cẩn thận. Khoảng làm lại khoảng 3 lần nữa các bạn nhớ. Làm xong thì giơ tay. Rồi, bây giờ câu tiếp theo nè. Câu số 3 trong cái phần buổi 1 nha mấy em. Số 3 trong buổi 1. Rồi, người ta yêu cầu tô màu xanh và đóng khung những ô có chứa cái chữ là có, tồn kho chứ là có. Thì cái này các bạn có khoảng hai cách để bạn làm. Rồi, các bạn quét chọn nè, quét chọn cột nè. Đó, conditional formatting nè. Đó, đây là bạn làm nè. Bạn dùng cái gì? Format only cell và bạn sử dụng công thức là contain chứa. Contain là chứa. Đây là cách 1. Được chưa? Ok. Bạn làm đúng nha. Rồi. Thầy ghi đây là cách 1. Đó, dùng dòng số 2. Còn cách thứ hai, thầy sẽ dùng công thức bằng cái ô đầu tiên khóa cột chữ có. Đúng không? Rồi, để thầy kéo lại cho bạn thấy nè, quét chọn main row, new row, dán công thức vô. Rồi, thầy dán này thầy cho nó màu đỏ nha. Để em thấy nó có đổi hay không. Nhấn apply mà không đổi là mình thua, thấy không? Đó, đỏ rõ ràng. Cách 2. Các bạn dùng công thức. Rồi. Tô màu vàng và đóng khung cho những ô có ngày nhỏ hơn này. Rồi, thì coi bạn dùng cái sao nhé. Ngày nhỏ hơn. Bạn dùng quá trời cách luôn vậy. Tô màu cho tất cả các ô ngày tùm lum hết. Rồi ok. Bây giờ người ta yêu cầu ngày thì mình sử dụng ngày thôi. Ngày thì các bạn có hàm day. Đúng không? Rồi chọn ô ngày tháng khóa cột để công thức các bạn đi xuống. Nó là sao nhỏ hơn bằng bằng 5. Nó cái đây nó nhỏ bằng 5. Rồi quét chọn. Insert. Đó, mấy cái này sai thì các bạn cứ xóa đi giùm thầy. Sai thì mình xóa thôi. Apply. Rồi new. Dán công thức vô. Ok. Thầy giả sử thầy tô màu vàng đó nha, còn đóng khung hay gì đó thì các em thực hiện đây nha. Đóng khung là border nè, fill là màu nè, màu nền nè, đây là màu chữ. Ok. Apply. Ok. Đó. Rồi, cái này thì bạn dùng công thức thôi. Nhẹ nhàng. Rồi. Rồi các bạn sửa vô và làm lại khoảng 4 lần, ghi chú cẩn thận. Rồi sau đó các bạn qua buổi 2. Mình học buổi 2. Rồi tiếp tục các em, tiếp theo các em học đó là Kyle Smith và cái Smith, Smith này á thì các em đối với các em tin A được học rồi. Tin B thầy chỉ nhắc lời thôi. Và thi thực hành á thì các bạn sẽ thi INET. Nhưng mà trắc nghiệm thì các em sẽ có vlookup và hạn lookup. Nên đó là do tại sao thầy cũng dẫn sẽ hướng dẫn các bạn ở mức độ ôn tập chứ không phải mức độ chi tiết giống như các bạn học trình độ A. Rồi. Thì áp dụng công thức thôi. Đối với Smith tức là đều là thống kê nhưng mà count thì nó đếm và sum là tính tổng. Được chưa? Rồi, trong đây thì người ta yêu cầu bạn thực hiện hai cái ràng buộc, một là theo tên bánh, thứ hai nữa là theo số lượng trong cái khoảng. Rồi, chọn ô data Data validation à, dùng công thức ở dùng danh sách thì list quét cái danh sách nó bánh nè nó tới chút hồi các bạn chọn tên bánh thay đổi nó đây rồi số lượng thì các bạn cũng data validation list danh sách rồi quét cái số lượng này nó tại chút số lượng nó thể thay đổi trong khoảng ok đây được chưa rồi. Bây giờ tổng số phiếu theo tên bánh tức là bạn đếm. Đó, bạn đếm. Đếm thì các bạn dùng là count. Nhưng mà nếu đếm có điều kiện thì bạn dùng là count if. Và là khi bớt. Đây.
Đây có một điều kiện là tổng số phiếu theo tên bánh, tức là tổng cái số mà hóa đơn bằng bán á. Đó, khảo IF. Rồi, range là vùng điều kiện. Vùng điều kiện, range là vùng điều kiện. Điều kiện các bạn là tên bánh. Đây, tức là bạn chọn ô này nè. Đây là điều kiện. Vậy mình sẽ kiếm cái chữ này nè, nằm ở bảng chính, cái bảng nhiều dữ liệu nhất, thì người ta gọi đó là vùng điều kiện. Đây, các bạn quét từ C3, các bạn đến C26, thì người ta gọi đây là vùng điều kiện. Nhé F4 giùm thầy. Rồi, chấm phải, chọn ô D41, điều kiện Enter. Thì nó sẽ ra đáp án cho bạn. Rồi, qua đây là tổng số phiếu hết hạn theo tên bánh. Tức là các em thấy có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hết hạn sử dụng. Thứ hai là tên bánh, tức là bạn là khao if ớt. Nha, khao if ớt. Rồi, relay one. Điều vùng điều kiện 1. Ở đây các bạn làm số phiếu, làm gì nó hết hạn trước cũng được, hoặc tên bánh cái nào trước cũng được. Giả sử thầy làm hết hạn thì bạn quét cái cột ghi chú giùm thầy. Đó là G G3. Các bạn quét đến G26. G3 G26 F4. Và điều kiện ở đây là chữ hết hạn sử dụng, bạn đánh y chang nó giùm thầy. Nó đánh y chang của người ta. Rồi vùng điều kiện 2, đó là tên bánh. Thì bạn quét cái cột tên bánh đó là C3, các bạn quét đến C26. Từ C3 quét đến C26. Điều kiện các bạn chọn ô tên bánh. Enter. Đó. Rồi còn ở đây là gì? Tổng số phiếu theo số lượng, tức là cái này bạn đếm, nhưng mà đếm này á cao hiếp, nhưng mà cái này điều kiện, vùng điều kiện của bạn á nó là số lượng, tức là số lượng trong cái khoảng là bao nhiêu, được chưa? Vậy thì mình sẽ quét cái vùng điều kiện, nó là cột số lượng đây. Các bạn quét từ E3, các bạn quét đến E26, E3 đến E26 như F4 giùm thầy. Điều kiện chọn ô D44. Đó, tức là một chút xíu thằng này thay đổi nè, D44 thay đổi nè, thì cái này nó sẽ thay đổi theo. Rồi, tổng số phiếu theo số lượng và tên bánh. Đó, tức là cái giác này các bạn là cũng là khao if, nhưng mà giác này thêm ớt nữa giùm thầy. Đó, giác này số lượng trước cũng được, tên bánh trước cũng được, cái nào trước cũng được. Giả sử thầy số lượng. Số lượng thì quét cột số lượng từ E3 các bạn quét đến E26, E3 đến E26. Rồi, chọn ô số lượng đây. D44. Rồi tên bánh thì các bạn quét cột C3 đến C26 như F4 nhé. Rồi, chọn ô D41. Enter. Nó đó là cách dùng của khao if. Còn đối với submit nó cũng tương tự. Nó này là tổng số tiền theo tên bánh. Nó tính tổng thì các bạn là sum, có điều kiện là submit. Range là vùng điều kiện các bạn là tên bánh, điều kiện các bạn là tên bánh à. Thì vùng điều kiện các bạn kiếm cái tên bánh nó nằm ở bảng chính. Đây. C3 đến C26. Điều kiện các bạn chọn ô tên bánh. Thành tiền, sum range, tổng thành tiền. Đó, các bạn quét cột thành tiền từ H3 đến H26. F4. Nhìn ta. Tức là cái gì? Đối với submit nó sẽ khác với khao if là thêm cái vùng tính tổng. Vậy thôi. Tổng số lượng hết hạn sử dụng theo tên bánh. Tức là bạn dùng submit ớt này có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, sum range là vùng tính tổng. Vùng tính tổng. Đó, các bạn thấy là tính tổng số lượng hết hạn sử dụng theo tên bánh. Đó, tức là giá này là số lượng, các bạn quét cột số lượng giùm thầy. F4. Rồi, tại vì sum range là vùng tính tổng mà, nên mình quét cái cột tính tổng trước. Các bạn chú ý nha, nó phải phụ thuộc vào cái bạn đang dùng cái gì. Rồi mình lựa chọn cho nó, cho đúng giùm thầy nha. Rồi. Tiếp tục, vùng điều kiện 1 cái này bạn có là hết hạn sử dụng hoặc là tên bánh. Giả sử cái này thầy dùng hết hạn sử dụng trước thì bạn quét cột ghi chú nè. Đó, từ G3 các bạn quét đến G26 nè, nha F4. Rồi bạn đánh giùm thầy cái chữ hết hạn sử dụng, đánh y chang người ta đặt trong ngoặc kép, tại vì đây là chuỗi. Là chuỗi thì đặt ngoặc kép. Nó hết hạn sử dụng. Rồi, vùng điều kiện 2 các bạn là tên bánh. Thì các bạn quét cột C3 đến C26. Rồi, nha F4 giùm thầy. Rồi, điều kiện các bạn là chọn ô D41. Được. Enter. Đó. Bạn thuộc hàm. Rách đúng.
ra đáp án. Rồi tổng thành tiền theo số lượng thì cái này cũng là submit thôi. Nó tổng thành tiền theo số lượng, quét cột số lượng, quét từ E3. Các bạn quét đến E26, E3 đến E26. Được chưa? F4 giùm thầy. Rồi. Điều kiện là số lượng ô này. D44. Vùng tính tổng, tổng thành tiền, quét cột thành tiền. F4. Chấm phải. Ô hết rồi nha. Có 3 đối số rồi. Enter. Đó. Còn bên đây, tổng thành tiền theo số lượng và thành bánh. Nó tổng thành tiền theo số lượng và sum bánh thì các bạn sum hết. Sum ran là vùng tính tổng, sum ran là vùng tính tổng. Quét cột tính tổng thành tiền theo số lượng và tên bánh. Rồi. Quét cột thành tiền từ H3 đến H26. Điều kiện như này bạn số lượng trước cũng được, tên bánh trước cũng được, cái nào trước cũng được. Số lượng. Quét cột số lượng. F4. Chấm phẩy. Chọn ô số lượng. Tên bánh. Quét cột tên bánh. Đó các bạn thấy của người ta là gì? Vùng tính tổng. Vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và điều kiện 2. Nó cụ thể từng cái từng cái. Đó là cách làm. Đúng không? Đó là cách dùng của CalIF SUMIF và CalIF SUMIF. Thì đối với CalIF SUMIF thì các bạn thấy nè. Nó là gì đây? Vùng điều kiện. Điều kiện. Còn nó SUMIF, nó là vùng điều kiện. Điều kiện. Vùng tính tổng. Còn SUMIF S á thì nó là gì? Vùng tính tổng. Vùng điều kiện 1. Điều kiện 1. Vùng điều kiện 2. Điều kiện 2, vân vân. Nó. Được chưa? Các bạn chú ý giùm thầy. Đúng. Đó là những cái người ta yêu cầu. Được chưa? Rồi các em sửa cho giùm thầy.